Chào mừng các em đã đến với www.sửamáy66. Bây giờ chúng ta hãy ngồi cách màn hình máy tính khoảng 1 mét, ngồi đúng tư thế và bắt đầu học bài. Nêu những nét chính trong sự nghiệp văn học của nhà thơ Xuân Diệu. Đề thi tuyển sinh Đại học Dân lập Ngoại ngữ Tin học Thành phố Hồ Chí Minh năm 1998, câu 2. Bài tham khảo. Xuân Diệu, 1916-1985. Nhà thơ sinh tại Vạn Gò Bồi, làng Tùng Giảng, xã Phước Hòa, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định. Gần nửa thế kỷ sáng tác, Xuân Diệu thực sự là một nhà thơ lớn của dân tộc ta, với một tài năng đa dạng, độc đáo. Cũng như phần lớn nhà thơ, nhà văn Việt Nam đương thời, sự nghiệp văn học của Xuân Diệu diễn ra theo hai giai đoạn chính, trước và sau Cách mạng tháng 8. Trước Cách mạng tháng 8, Xuân Diệu nổi tiếng cả thơ lẫn văn. Về thơ, thành tựu nổi bật nhất của ông là các tập Thơ Thơ 1938, Gửi Hương Cho Gió 1945. Trong mắt Hoài Thanh, Xuân Diệu là nhà thơ mới nhất trong các nhà thơ mới. Theo Vũ Ngọc Phan, Xuân Diệu chính là người mang đến cho thơ mới nhiều cái mới nhất. Giai đoạn này, thơ Xuân Diệu rạo rực tình yêu lứa đôi, yêu cuộc sống với vô vàn thanh sắc. Nhà thơ say sống, sống hối hả, sống mãnh liệt, tận hưởng tình yêu và vẻ đẹp của thiên nhiên. Có điều, tuy say đắm nồng nàn, tuy dồ dập, nhưng nhà thơ luôn cảm thấy đơn côi, bơ vơ. Thơ Xuân Diệu giai đoạn này mang đến một cách cảm nhận mới, một cách diễn đạt mới. Tiếp nhận thơ lãng mạn Pháp, thơ ông bộc lộ và khẳng định cái tôi, nhưng đồng thời cũng không quên học hỏi ở thơ phương Đông xưa. Chính vì vậy, thơ Xuân Diệu đã thể hiện được những nét tinh tế, di diệu của lòng người và của cảnh sắc thiên nhiên. Nhà thơ cũng thành công trong việc tạo nhiều hình ảnh mới và cách kết hợp từ lại. Việc lấy con người làm chuẩn cho vẻ xinh đẹp thanh tú ở thơ Xuân Diệu cũng là một nét mới so với thơ xưa. Về văn, phải kể đến Phấn Thông Vàng 1939, Trường Ca 1945, với giọng điệu trữ tình đầm thắm mượt mà, đẹp như thơ. Sau Cách mạng tháng 8, Xuân Diệu vẫn tiếp tục sáng tác cả thơ lẫn văn. Về thơ, giai đoạn này, ông có nhiều tập thơ tiêu biểu như Riêng Chung 1960, Mũi Cà Mau Cầm Tay 1962, Một Khối Hồng 1964, Tôi Giàu Đôi Mắt 1970, Thanh Ca 1982. Lúc này, thơ ông ca ngợi cuộc sống mới xây dựng và chiến đấu, ca ngợi nhân dân, đất nước, ca ngợi Đảng và Bác Hồ. Nhà thơ khẳng định rõ, tôi cùng xương thịt với nhân dân tôi, cùng đổ mồ hôi, cùng sôi giọt máu. Tôi sống với cuộc đời chiến đấu của triệu người yêu dấu gian lao. Thơ ông giai đoạn này là sự sống không bao giờ chán nản. Về văn, Xuân Diệu là người để lại nhiều tập tiểu luận phê bình văn học đầy giá trị như Dao Có Mài Mới Sắc, Các Nhà Thơ Cổ Điển Việt Nam. Nhà thơ đã viết về hầu hết các nhà thơ cổ điển nước ta như Nguyễn Trãi, Nguyễn Du, Cao Bá Quát, Hồ Xuân Hương, Nguyễn Đình Chiểu, Tú Xương, Tản Đà, Trần Tuấn Khải, với cái nhìn mới lạ, nhiều khám phá. Tóm lại, gần nửa thế kỷ sáng tác, Xuân Diệu đã để lại cho đời sau một sự nghiệp văn chương phong phú, bao gồm nhiều thể loại, thơ, truyện, phóng sự, bút ký, phê bình tiểu luận. Đặc biệt hơn, nhà thơ đã để lại một bài học lớn về tinh thần lao động nghệ thuật cần cù, về niềm tin yêu tha thiết đối với cuộc sống, đối với con người, và về ý thức chân thành đối với văn chương. Đề 23. Phân tích bài thơ Duyên
của Xuân Diệu. Tìm hiểu đề bài, một thể loại, phân tích một bài thơ trữ tình. 2. Nội dung, những cảm nhận tinh tế của nhà thơ trước sự hòa hợp tuyệt vời giữa thiên nhiên với thiên nhiên, giữa thiên nhiên với con người, giữa con người với con người, nói rõ hơn là giữa anh với em. 3. Tư liệu, bài thơ Duyên của Xuân Diệu. Dàn ý sơ lược, một mở bài, giới thiệu Xuân Diệu và thơ Duyên, một trong những bài thơ đặc sắc nhất của nhà thơ. Bài thơ thể hiện năng lực cảm nhận tinh tế của ông trước thiên nhiên và tâm hồn con người. 2. Thân bài. A. Nỗi xao xuyến vì cảnh chiều thu quá đẹp. Trời xanh, chim hót, hoa lá trở mình, cảnh vật huyền ảo, khiến cho tình yêu chớm nở. Anh và em, đất trời cảnh vật, tất cả hòa điệu với nhau. B. Cảnh chiều muộn, sương xuống hoa lạnh, nao nức cố tình xui dục đôi lứa cùng bước vào ngưỡng cửa tình yêu. Cùng với sự hòa điệu của trời đất, vạn vật, tâm hồn con người đã tự tìm đến nhau. 3. Kết bài. Thơ Duyên là một bài thơ tiêu biểu của Xuân Diệu, một Xuân Diệu nhạy cảm tinh tế, lắng vào bên trong để cảm nhận cái xôn xao náo nức của niềm giao cảm đầm thắm và kín đáo của vũ trụ và lòng người. Bài tham khảo. Từng được tôn vinh là ông hoàng của thơ tình, Xuân Diệu đã để lại cho đời đến mấy trăm bài thơ tình. Trong đó, nhà thơ đã miêu tả nhiều biểu hiện, nhiều sắc thái của tình yêu. Có mối tình gần gũi cháy bỏng, có mối tình xa xôi hờ hững, có mối tình một thoáng, cũng có mối tình thiên thu. Với đủ mọi cung bậc, từ nỗi thương yêu đắm đuối đến niềm băn khoăn rạo rực nhớ nhung, có cả hạnh phúc sướng vui, mà cũng có cả hờn giận đau khổ rã rời. Khác lạ hơn cả trong thơ tình Xuân Diệu vừa nói, phải kể đến trước tiên là bài thơ Duyên. Đây là một bài thơ đặc sắc, thể hiện một tình yêu vừa chớm nở, rất mực mê ly, thánh thiện và ít nhiều xao xuyến rụt rè, mang mát và mộng mơ. Ngay cả nhan đề bài thơ cũng đã khiến người đọc phải lưu ý. Xưa nay, mọi người hay nói thơ tình, chứ ít ai nói thơ duyên. Chữ duyên, Xuân Diệu dùng ở đây là nguyên nhân sinh ra sự việc, như duyên trong duyên cớ, duyên do. Theo nhà thơ, duyên là một cuộc gặp gỡ không ngờ, không hề hẹn trước mà nên tình yêu. Như vậy thơ Duyên chỉ mới là cái duyên gặp gỡ, là khúc nhạc dạo đầu của tình yêu. Chàng trai làm thơ là cũng nhằm để đưa duyên, hay nói một cách khác là để bắt nhịp cầu duyên với cô gái mà tình cờ mình mới gặp được. Mở đầu bài thơ là cảnh một chiều thu đẹp, trong sáng, vui tươi và thơ mộng. Chiều mộng hòa thơ trên nhánh duyên, cây me ríu rít cặp chim chuyền, đổ trời xanh ngọc qua muôn lá, thu đến nơi nơi động tiếng huyền. Xưa nay cảnh vật thiên nhiên thường giữ vai trò rất quan trọng đối với thanh niên, những người trẻ tuổi đang yêu nhau. Đúng như ý kiến của Huy Cận, những người yêu nhau thường đưa nhau ra giữa thiên nhiên, đó là một quy luật, vì chỉ có kích thước của vũ trụ, họa chăng mới đo được cái không bờ bến của xúc động tình yêu. Dưới mắt của chàng trai trẻ Xuân Diệu, người lần đầu rung động nỗi yêu thương, buổi chiều thu ấy mới thật là đẹp. Chiều đã mộng lại còn hòa thơ, được cảm nhận qua những đường nét duyên dáng của nhành lá, nhánh duyên, qua âm thanh của chim chóc cặp đôi ríu rít và một hòa sắc xanh như ngọc mượt mà của bầu trời vào dòm lá. Bàn bạc trong khắp không gian, trong mọi cảnh sắc ấy, là tiếng thu ngân lên như động tiếng huyền, tuy mơ hồ mà rõ rệt. Đúng là một thứ âm thanh huyền diệu của đất trời, của lòng người.
Nét đặc sắc nhất trong bức tranh chiều thu này là vẻ đẹp của tạo vật được nhà thơ cảm nhận không riêng lẻ, mà hòa điệu nhịp nhàng với các chi tiết, các hình ảnh sống đôi nhau. Chiều mộng hòa thơ với nhánh duyên, chim thì từng cặp lại ríu rít với nhau như đôi bạn tình. Bầu trời xanh thì đổ vào muôn lá, nghĩa là tất cả đều hòa hợp nhịp nhàng. Tuy là chiều thu, nhưng giọng điệu chung của thơ duyên là không buồn. Thật đúng như nhận xét của Vũ Ngọc Phan, Xuân Diệu là người mang đến nhiều cái mới cho thơ ca dân tộc. Bởi lẽ, chiều trong thơ ca xưa của ta, mà đặc biệt là chiều thu, thì luôn luôn đượm buồn da diết. Cảnh chiều tà trong thơ bà Huyện Thanh Quan là một ví dụ. Kẻ chốn chương đài người lữ thứ, biết ai mà kể nổi hàng ôn. Nhưng ở đây, cảnh chiều thu, chàng trai trẻ Xuân Diệu đi trên đường thơ hái những bông hoa dưới bước chân, những hương sắc nảy ra bởi ánh sáng của lòng chàng. Tựa tập thơ thơ, Thế Lữ. Trước mắt chàng, cảnh vật tưởng như cũng nghiêng ngả bay theo âm thanh huyền diệu của tiếng thu, hay tiếng lòng của thi nhân. Con đường nhỏ nhỏ, gió xiêu xiêu, lả lả cành hoang, nắng trở chiều. So với bốn câu đầu, cảnh vật ở đây dường như bớt vẻ vui tươi và trong sáng, mà thật đặc biệt vì diễn ra trên một con đường. Không phải là con đường quê, cỏ mọc đầy, dọc làng hoa dại ngát hương cây của Tế Hanh, hay con đường làng hoa dại với mùi rơm của Huy Cận, mà đây là con đường tình yêu, con đường mang tên em như có người đã gọi, một con đường vắng, đầy cành hoang, lá dại, với cả nắng chiều và gió thu xào xạc, với các từ lấy, nhỏ nhỏ, siêu siêu, lả lả. Hai câu thơ tả cảnh trên đã tả được cái không khí quyến luyến của cảnh vật chiều thu đầy mơ mộng. Cảnh chiều ấy hiện lên trước mắt người đọc thật sinh động, nhưng chợt mờ đi trong lời thơ, nhường chỗ cho cái quyến luyến của tình ý con người, trùng hợp với cái nhịp nhàng hòa điệu với cảnh sắc bên trên. Buổi ấy lòng ta nghe ý bạn, lần đầu rung động nỗi thương yêu. Chàng trai trẻ đã nhận ra tín hiệu của tình yêu. Đây mới là những rung động đầu đời, cái thuở ban đầu lưu luyến ấy, Thế Lữ. Chưa phải là tình yêu đầm thắm thiết tha hay mãnh liệt đâu. Nhà thơ vẫn còn giữ một khoảng cách của sự e ấp, rụt rè, dụng dại, ngây thơ và trong trắng. Cách xưng hô, ta, bạn, nói rõ khoảng cách ấy. Đúng là nhà thơ thật tinh tế, mới phát hiện ra được những biểu hiện của tình yêu, khi duyên đã bén hơn mà tình chưa kịp chín. Tình trong như đã, mặt ngoài còn e. Kiều là như thế. Khổ thơ tiếp đó đúng là hành vi và tâm tưởng của mối tình đầu thơ mộng. Em bước điềm nhiên không vướng chân, anh đi lững đững chẳng theo gần. Vô tâm nhưng giữa bài thơ diệu, anh với em như một cặp dần. Tuy cách xưng hô đã đổi nhưng khoảng cách vẫn còn, cho nên em thì bước điềm nhiên hay làm ra vẻ điềm nhiên, còn anh thì đi lững đững chẳng theo gần, chỉ đi lững đững theo thôi, chứ chẳng nghĩ gì cả ngoài cái ý nghĩ anh với em như một cặp dần. Như một cặp dần nghĩa là mới hòa điệu với nhau, mới kết hợp với nhau về mặt hình thức, âm thanh, mới chớm có tình ý với nhau, chứ còn có nội dung hay không, mối tình ấy có trở thành hiện thực hay không thì chưa rõ. Có điều, trong sự im lặng bằng vàng ấy, đã nghe được nhịp đập rộn rã của đôi tim, lần đầu rung động nỗi thương yêu. Sự hòa điệu của ta, bạn, anh, em ở đây thật tự nhiên và hồn nhiên rất mực. Cũng chính tình yêu của họ
đã làm cho cảnh chiều thu trong khổ thơ liền sau trở nên đầy tâm trạng. Mây biết về đâu bay gấp gấp, con cò trên ruộng cánh phân dân, chim nghe trời rộng giang thêm cánh, hoa rụng chiều thưa sương xuống dần. Cảnh ở đây có đủ cả những hình ảnh quen thuộc thường thấy trong thơ cổ. Một làn mây, một cánh cò, chim sải cánh bay và sương sa thấm lạnh những bông hoa trong chiều muộn. Có điều cách cảm nhận thiên nhiên thì khác hẳn. Các nhà thơ xưa khi cảm nhận cảnh vật đất trời thường hòa nhập mình vào đó. Câu thơ nổi tiếng của Dương Bột: Lạc Hà giữ cô lộ tế phi, thu thủy cộng trường thiên nhất sắc. Ráng chiều và con cò lẻ cùng bay, nước mùa thu cùng với bầu trời hòa lẫn một màu, thể hiện rõ cái nhìn này. Trong khi làng mây, cánh cò xưa của Xuân Diệu không hề bị hòa tan vào nhau. Làng mây vẫn là làng mây biếc bay gấp gấp, con cò vẫn là con cò trên ruộng cánh phân dân. Đúng là chỉ có trong thơ lãng mạn của Xuân Diệu mới thấy xuất hiện một con cò có hồn, cánh phân dân, và một làng mây biếc có hồn bay gấp gấp, và đặc biệt là cái khát vọng giang thêm cánh của chim nghe trời rộng. Bốn câu thơ của khổ thơ thứ tư này vẫn là từng đôi song hành, gợi nên sự tương ứng tương giao, nhịp nhàng hòa điệu của cảnh sắc chiều thu. Thì ra, đến khổ thơ cuối, người đọc mới hiểu là chỉ vì cảnh chiều thu quá đẹp, nên chàng trai trẻ ngớ ngẩn và từ đó có thơ duyên. Ai hay tuy lặng bước thu êm, tuy chẳng băng nhân gạ tỏ niềm, trông thấy chiều hôm ngơ ngẩn dậy, lòng anh thôi đã cưới lòng em. Tóm lại, thơ duyên là bài thơ gần như duy nhất có nét vui tươi trong sáng, chưa vướng chút u sầu nào của Xuân Diệu. Mượn cảnh thiên nhiên để biểu hiện tâm trạng, một tâm trạng mông lung khó mà xác định của những rung động đầu đời huyền diệu. Nhà thơ qua đây đã cho thấy những cảm nhận hết sức tinh vi và nhạy cảm của mình về thiên nhiên, về con người và cuộc đời. Thơ duyên là một trong những đỉnh cao của thơ Xuân Diệu. Cũng cần lưu ý, đây là bài thơ duy nhất của nhà thơ đã có mặt trong một tuyển tập thơ tình thế giới, xuất bản ở Bucharest, Romania năm 1962. Đề 24. Vẻ đẹp của mối giao hòa giữa con người với con người, thiên nhiên với thiên nhiên, con người với thiên nhiên được thể hiện trong bài thơ duyên của nhà thơ Xuân Diệu. Tìm hiểu đề bài: 1. Thể loại, phân tích văn học. 2. Nội dung: vẻ đẹp của mối giao hòa giữa con người với con người, thiên nhiên với thiên nhiên, con người với thiên nhiên. 3. Tư liệu, bài thơ duyên của Xuân Diệu. Dàn ý sơ lược: 1. Mở bài, giới thiệu thơ duyên, một trường hợp đặc biệt của thơ Xuân Diệu trước năm 1945, là sự hòa điệu kỳ lạ của đất trời thiên nhiên cùng với mối duyên đầu của anh và em. 2. Thân bài. A. Thiên nhiên tình tứ xui khiến con người bén duyên nhau. Cảnh đẹp của một buổi chiều thu, đẹp vì có tình, có mối duyên của anh và em làm cho đất trời hòa điệu. Con đường nhỏ nhỏ, sóng đôi với, gió xiêu xiêu, hòa hợp với, cành hoang lả lả, thể hiện cảm nhận hết sức tinh tế của nhà thơ. Giữa anh và em tưởng như vô tâm, nhưng giữa họ đã có sự hữu ý. B. Hai người bén duyên bước vào ngưỡng cửa tình yêu. Lòng anh thôi đã cưới lòng em. Bước đi tinh tế của thời gian, chiều thưa, sương lạnh bay bay, chim sải cánh, hoa lạnh, sương xuống, chiều buông. Cảnh trở nên hư ảo nhưng vẫn tinh tế. Tình cảm kín đáo
thâm trầm của anh và em, làm cho đất trời hòa điệu. Chẳng cần có băng nhân, lứa đôi đó đã tự thấy lòng mình thay đổi. 3. Kết bài. Thơ duyên có một vẻ đẹp trong sáng tươi tắn, thể hiện một tình cảm đầm thắm thiết tha. Bài thơ từ mối giao hòa giữa con người với con người, thiên nhiên với thiên nhiên, con người với thiên nhiên, đã làm sáng lên vẻ đẹp của cuộc đời. Bài tham khảo. Trước năm 1945, thơ Xuân Diệu mang cảm giác buồn, cô đơn, nhưng ở thơ duyên ta thấy một cảm giác hoàn toàn khác. Thơ duyên nói tới mối duyên của anh và em với sự hòa điệu kỳ lạ giữa cái duyên của đất trời và thiên nhiên. Ngay từ những dòng thơ đầu tiên, thiên nhân đã cho ta thấy một buổi chiều đẹp như trong mộng tưởng với cỏ cây, lá hoa, chim muông. Đất trời nằm trong sự giao cảm kỳ lạ, tất cả như gọi nhau, như tìm đến với nhau để thành đôi. Chiều mộng hòa thơ trên nhánh duyên, cây me ríu rít cặp chim chuyền, đổ trời xanh ngọc qua muôn lá, thu đến nơi nơi động tiếng huyền. Trong cảm nhận của một con người, lần đầu rung động nỗi thương yêu, buổi chiều thu đã trở thành một buổi chiều mộng, mà ở đó đất trời cũng nằm trong sự giao cảm kỳ lạ. Tất cả như gọi nhau, như cũng có duyên với nhau. Trên cao, bầu trời thu đang đổ sắc xanh ngọc lên dòm lá, và thấp hơn, ở trong dòm cây me, là cặp chim chuyền ríu rít. Tất cả cùng gắn bó, khăng khít, cùng có đôi, nên cành cây cũng trở thành nhánh duyên, như sự bắt cầu, một nhịp nối cho lứa đôi. Trong cái yên ả của buổi chiều thu, bỗng nổi lên những âm thanh ríu rít của cặp chim chuyền, khiến cho thi nhân tưởng chừng như đó chính là một trong muôn tiếng huyền của trời đất. Ngay đến con đường thôi, ta cũng bắt gặp ở đó sự hòa điệu song đôi kỳ diệu ấy. Con đường nhỏ nhỏ, gió xiêu xiêu, lả lả cành hoang, nắng trở chiều. Rõ ràng là trong cảm nhận của một người, lần đầu rung động nỗi thương yêu, buổi chiều mộng đã hiện lên với cảnh vật mờ nhòa hư ảo. Con đường nhỏ nhỏ, sóng đôi với, gió xiêu xiêu, và hài hòa với, cành hoang lả lả. Nhưng tất cả không rõ ràng sắc nét, mà trở nên lơi lả tình tứ. Đúng như nhận xét của nhà phê bình Hoài Thanh, cảnh như muốn theo lời thơ mà tan ra. Nó chỉ mất đi một tí rõ ràng, để được thêm rất nhiều mơ mộng. Trong xúc cảm của lần đầu rung động, anh và em tưởng như vô tình mà lại hữu ý, tưởng như vu vơ mà lại có sự ràng buộc. Em bước điềm nhiên, không vướng chân, anh đi lững đững chẳng theo gần, vô tâm nhưng giữa bài thơ diệu, anh với em như một cặp dần. Mối tương duyên của anh và em sinh ra giữa đất trời và phát triển theo lẽ tương giao của vạn vật với một sự cảm thông tuyệt diệu. Anh không dám bước tới mà cứ bị cuốn hút. Anh muốn đến bên em mà lại cứ e dè, không dám vì thế mà lững đững. Có cái gì đó dùng dằn trong tâm trạng, khiến anh không giấu nổi qua dáng đi. Cả anh và em đều có cái gì đó như vô tâm, nhưng thật ra giữa họ đã có một sự tương giao. Khi anh với em như một cặp dần, thì cái tiếng huyền của đất trời ấy như thành sự nối kết giữa cái mơ hồ và cái có thật. Nhưng song đôi biểu hiện của anh và em điềm nhiên, lững đững trong những câu thơ trên đã cho ta thấy sự nối kết mơ hồ ấy. Trong bức tranh thiên nhiên ấy, thời gian đã có sự vận động với bước đi lặng lẽ, nhẹ nhàng. Mây biết về đâu bay gấp gấp, con cò trên ruộng cánh phân vân, chim nghe trời rộng, giang thêm cánh,
hoa lạnh chiều thưa, sương xuống dần. Buổi chiều muộn đã nhuốm lạnh, áng mây chiều vội vã, cánh cò ngập ngừng, phân vân, không biết nên bay cao hay thấp, gần hay xa, bay lên hay đậu xuống. Cảnh vẫn thực mà có rất nhiều mơ mộng, gợi cảm giác bâng khuâng man mác. Khi lòng ta nghe ý bạn, trời đất dường như khác hẳn, cánh chim cũng như cảm nghe được cái mênh mông của đất trời, hoa như cũng biết lặng khi sương xuống. Mối duyên của trời đất vạn vật như thể mách bảo, xui khiến anh và em hãy nói lên những điều cần nói. Mây đã bay đi, chim đã sải cánh, sương lặng đã rơi, chiều đã xuống. Điều hệ trọng của tình cảm lứa đôi đòi được lên tiếng. Từng tích tắc của thời gian như dục giả con người. Trước những cảm nhận tinh tế của hồn thơ Xuân Diệu, nhà thơ Thế Lữ nhận xét: Xuân Diệu đã nghe thấu sự mơ hồ như đã thạo dò la những điều tinh tế. Thực tế, Xuân Diệu đã thấu hiểu và thể hiện được những gì mơ hồ, mờ ảo, khó nắm bắt. Điều này có thể thấy rõ khi Xuân Diệu cảm nhận tinh tế bước đi của thời gian, cái lặng bước của một buổi chiều thu êm. Ai hay tuy lặng bước thu êm, tuy chẳng băng nhân gạ tỏ niềm, trông thấy chiều hôm ngơ ngẩn dậy, lòng anh thôi đã cưới lòng em. Trong bài Đây mùa thu tới, ta biết những luồng rung rẩy rung rinh lá, thì đến thơ duyên ta cũng gặp một sự tinh tế như thế. Từ chỗ nắng trở chiều tới mây bay gấp gấp và rồi chuyển sang hoa lạnh chiều thưa sương xuống dần. Thời gian đã vận động với bước đi thật lặng lẽ nhẹ nhàng. Trong sự lặng bước của cảnh, sự lặng bước của con người như cùng hòa nhập. Tình cảm đầm thắm kín đáo của anh và em khiến cho đất trời như một bài thơ diệu. Chẳng cần có băng nhân, họ đã tự thấy lòng mình thay đổi giữa một buổi chiều đẹp như trong mộng tưởng. Tình cảm của anh và em đã làm cho đất trời hòa điệu, tạo nên bao thi vị, chất thơ của buổi chiều thu. Anh và em thực sự đã gieo dần cho bài thơ của cuộc đời. Khung cảnh buổi chiều thưa và sương lạnh đã khiến anh càng thêm ngơ ngẩn, để thốt ra những lời thật nồng nàn, đắm đuối. Lòng anh thôi đã cưới lòng em. Làm sao anh có thể không phải lòng em vào một buổi chiều thu như thế? Và cùng với sự hòa hợp, giao cảm đến kỳ lạ của trời đất, vạn vật, tâm hồn mỗi con người đã tự tìm đến nhau. Ẩn chứa trong cái duyên của thiên nhiên, tạo vật là mối duyên của lòng người. Trong các sáng tác của Xuân Diệu trước cách mạng, không bài thơ nào có được vẻ đẹp trong sáng và tươi tắn như thơ duyên. Tình yêu cuộc sống của thi nhân thể hiện trong bài thơ, có phần rất khác những bài thơ trước. Đây là một tình cảm đầm thắm thiết tha, để thấy đời là một bài thơ diệu. Thơ duyên đã cho ta thấy vẻ đẹp của thiên nhiên đất trời trong một buổi chiều đẹp như mộng tưởng. Thiên nhân qua mối giao hòa giữa con người với con người, thiên nhiên với thiên nhiên, và con người với thiên nhiên đã là một băng nhân giúp ta đến với vẻ đẹp của cuộc đời. Bài làm của Lê Na, Trường Trung học Phổ thông Phan Đình Phùng, Hà Nội. Đề 25. Phân tích vẻ đẹp độc đáo của một điệu hồn thơ mới được thể hiện trong bài thơ Đây mùa thu tới của Xuân Diệu. Tìm hiểu đề bài: một, thể loại, phân tích văn học; hai, nội dung, vẻ đẹp độc đáo của một điệu hồn thơ mới; ba, tư liệu, bài thơ Đây mùa thu tới của Xuân Diệu. Dàn ý sơ lược: một, mở bài, giới thiệu Xuân Diệu
và đây mùa thu tới với vẻ đẹp độc đáo của một điệu hồn thơ mới. Bài thơ là một cảnh thu đẹp mà buồn, nỗi buồn của thi nhân mà cũng là nỗi buồn của thời đại. 2. Thân bài, nỗi buồn của riêng thơ mới. A. Vẻ đẹp thơ mộng đượm buồn, hình ảnh thiên nhiên đầy thú vị, thi nhân nhạy cảm với những dấu hiệu của sự rời bỏ ly tán. B. Bước đi của thời gian và cảm nhận cảnh vật nhuốm vẻ bi thương, thủ pháp chuyển đổi cảm giác, thời gian như đang tàn phá cướp đoạt sự sống. C. Chủ đề tình yêu, biểu hiện cái tôi trong thơ mới. Cái buồn mơ hồ, buồn không nói, nghĩ ngợi gì, nghĩ ngợi về tình yêu. Cảnh thu đẹp, buồn, ảm đạm, tàn phai. 3. Kết bài, tâm trạng cô đơn và ám ảnh về bước đi của thời gian đã làm cho đây mùa thu tới có một vẻ đẹp độc đáo của một điệu hồn thơ mới. Bài tham khảo. Bài thơ Đây mùa thu tới của nhà thơ Xuân Diệu chính là vẻ đẹp độc đáo của một điệu hồn thơ mới trước những đổi thay của tạo vật. Cảnh thu đẹp có sức gợi cảm mà lại gắn liền với sự tàn phai héo úa. Đó là bởi cảnh ấy đã thấm đượm nỗi buồn của Xuân Diệu, cũng là nỗi buồn thời đại, nỗi buồn của riêng thơ mới. Ở những dòng thơ đầu, Xuân Diệu đã vẽ nên một bức tranh thu đẹp, thơ mộng, thấm một nỗi buồn từ cỏ cây đến lòng người. Trong con mắt của thi nhân, có vẻ như mùa thu vừa mới đến đã mang vẻ tang thương. Rặng liễu điều hiu đứng chịu tan, tóc buồn buông xuống lệ ngàn hàng. Câu thơ mang hình ảnh của những lá liễu, tơ liễu buông rủ, khiến cho nhà thơ ngỡ như đó là mái tóc dài buông xõa của người thiếu nữ, cùng những dòng lệ nối nhau tuôn rơi. Cả một không gian buồn, điều hiu, vắng vẻ. Đó là một mùa thu dần tới, đã lấn lướt những cây xanh và ánh nắng chói chang rực rỡ của mùa hè. Thế nên, trong cảm giác của thi nhân mới có cái gì như mạnh mẽ hơn, tha thiết hơn, chịu tan. Rặng liễu như mang nỗi buồn trĩu nặng, như thể để tan cho ai đó, cho một cái gì đã mất. Buồn đấy, nhưng vẫn tha thước, yêu kiều, buồn mà vẫn đẹp. Xuân Diệu đã khéo sử dụng thủ pháp lấy dần, lấy phụ âm, phối dần trong từng câu thơ và giữa các câu thơ. Điều hiu, chịu, tan, ngàn, hàng, buồn, buông, xuống, tạo một âm điệu phù hợp với tâm trạng, với nỗi buồn mà thân liễu mảnh mai đang mang trong mình. Trước dấu hiệu thu tới đó, Xuân Diệu không phải đã thốt lên một tiếng reo thầm, reo vui như ai đó tưởng, mà câu thơ Đây mùa thu tới, mùa thu tới là sự nhấn mạnh một thông báo quan trọng với bao nhiêu sững sờ ngơ ngẩn. Thu sang, đó là tiếng gọi hối hả của thời gian, mà Xuân Diệu lại là người luôn bị ám ảnh bởi bước đi của thời gian. Cho nên đôi mắt của thi nhân đầy ngỡ ngàng, lo âu. Giữa không khí chịu tan cùng với lệ ngàn hàng, Xuân Diệu đã cảm nhận thật tinh tế về sắc áo mơ phai của mùa thu. Đó là khoảng thời gian hạ hết đông, cái nắng đã phai bớt, nhạt bớt, nhưng trời cũng chưa thực lạnh. Sắc áo ấy đã thể hiện đúng nhất trạng thái giao chuyển của mùa. Muôn ngàn lá vàng rơi khiến cho thi nhân thấy đất trời như đang dệt nên những tấm áo mùa thu. Tấm áo ấy được dệt bởi bao lá vàng, bởi những dấu hiệu của sự rời bỏ, chia lìa. Ấn tượng về sự chia ly cùng cảm giác cô đơn vì vậy như càng rõ rệt hơn. Nhân vật trữ tình trong bài thơ có lẽ cũng là một linh hồn cô đơn, cho nên đặc biệt nhạy cảm với những dấu hiệu của sự rời bỏ, ly tán. Hơn một loài hoa đã rụng cành, trong vườn sắc đỏ rủa màu xanh, những luồng rung rẩy
rung rinh lá, đôi nhánh khô gầy, sương mỏng manh. Một bức tranh thiên nhiên héo úa tàn phai mà có sức quyến rũ lạ kỳ. Sắc đỏ dần ngự trị, hoa rụng cành, cây gầy guộc, mỏng manh. Cảm giác hiu hắt buồn. Nỗi niềm của con người trước cảnh vật gợi lên từ đây đã kéo dài và tăng tiếng trong câu thơ. Những luồng rung rẩy rung rinh lá. Bốn phụ âm er. Âm rung như gợi tả sự sống mong manh, yếu ớt của những chiếc lá sắp rụng, sắp tàn, không cưỡng lại được. Những câu thơ hết sức mới, cả về ý tưởng và phương thức biểu đạt. Xuân Diệu không muốn nói một loài hoa, một vài loài hoa, hay đôi ba loài hoa, mà lại chủ ý viết hơn một loài hoa đã rụng cành, hoặc nói sắc đỏ rủa màu xanh. Những câu chữ ấy vừa mới lạ, vừa riêng biệt, chỉ Xuân Diệu mới dùng và dùng được như thế. Nó có giá trị biểu cảm rất đặc sắc, đồng thời cũng thể hiện dấu ấn của cái tôi cá nhân Xuân Diệu. Đôi mắt đầy lo âu của thi nhân dõi theo từng bước đi của thời gian, khiến cho cảnh vật nhuốm màu bi thương. Tất cả đầy ắp một tâm trạng, từ đau buồn đến u uất chia ly. Thỉnh thoảng nàng trăng tự ngẩn ngơ, non xa khởi sự nhạc sương mờ. Đã nghe rét mướt luồn trong gió, đã vắng người sang những chuyến đò. Chính trong tâm trạng cô đơn của mình, thi nhân đã thấy nàng trăng cũng trở nên bơ vơ và ngơ ngẩn. Tự ngẩn ngơ, nghĩa là một trạng thái ngẩn ngơ triền miên không dứt. Dãy núi phía xa cũng bắt đầu nhạt nhòa chìm trong sương lạnh. Thi nhân đã cảm nghe cái rét mướt luồn trong gió của những buổi chiều thu, những đêm tàn thu. Ở đây có sự chuyển đổi cảm giác giữa xúc giác và thính giác. Thi nhân đã mang hồn mình để cảm nhận và lắng nghe cái rét mướt đang luồn trong gió thu hiu hắt. Sự sống dường như co mình lại trước cảnh ấy đến nỗi những chuyến đò cũng vắng người qua. Đàn chim thì rời bỏ vùng trời quen thuộc để bay về phương Nam tránh rét. Tất cả sự rời bỏ, chia lìa, ly tán, quán xuyến toàn bộ những câu thơ trên, giờ được khái quát lại bằng câu khí trời u uất hận chia ly. Xuân Diệu vốn đã mang sẵn trong lòng nỗi ám ảnh thời gian, trước sự chuyển dần của trời đất theo một quy luật tự nhiên, lòng yêu sự sống của thi nhân bỗng nhiên lo lắng. Đối với ông, dường như thời gian đang tàn phá, cướp đoạt sự sống. Đây là một nét độc đáo của hồn thơ Xuân Diệu, khiến đời sống và đời viết của ông thực chất là một cuộc quyết đấu đối với thời gian, với cái chết. Cũng chính vì lẽ đó, ông đã có nhiều cống hiến lớn lao cho thi ca và cho cuộc đời. Bài thơ mở đầu bằng hình ảnh rặn liễu, thiếu nữ, để khi khép lại cũng vẫn là hình ảnh của những thiếu nữ đang tựa cửa nhìn xa nghĩ ngợi gì. Tất cả đã tạo nên một sự hô ứng đặc sắc. Hồn thu của thiên nhiên đất trời đã đi vào hồn người. Hình ảnh những thiếu nữ thả hồn vào mây gió mùa thu đã tạo nên một điểm nhấn khiến cho thế giới thu buồn mà đẹp, có sức quyến rũ kỳ lạ. Một biểu hiện rất rõ của cái tôi trong thơ mới là chủ đề tình yêu. Câu thơ ít nhiều thiếu nữ buồn không nói, tựa cửa nhìn xa nghĩ ngợi gì, cho thấy rõ điều này. Trong khung cảnh mùa thu như vậy, các thiếu nữ còn có thể nghĩ gì ngoài tình yêu? Cái trạng thái buồn không nói, buồn mơ hồ ấy, chính là một nét tâm trạng rất điển hình của hồn thơ Xuân Diệu. Những cô đơn quạnh vắng của lòng người trước ngoại cảnh trải dài trong một bức tranh thiên nhiên buồn mà nên thơ nên họa. Với cảm thức mạnh mẽ về thời gian, thi nhân bộc lộ niềm tiếc nuối, lòng yêu mến, gắn bó với sự sống,
của một trái tim luôn khát khao giao cảm với đời. Bức tranh thu vì có nỗi niềm của thi nhân cũng trở nên độc đáo hơn, thi vị hơn. Xuân Diệu đã góp vào hồn thu muôn thuở cái tôi tài hoa và đa tình của mình. Cảnh thu đẹp, có sức gợi cảm mà lại mang mát buồn gắn với sự chia ly. Đó là bởi thi nhân có tâm trạng cô đơn nên đặc biệt nhạy cảm với sự rụng rơi, rời bỏ. Đồng thời, cảm thức mạnh mẽ về bước đi của thời gian trong tâm hồn thi nhân cũng khiến cho bài thơ mang vẻ đẹp độc đáo của một điệu hồn thơ mới. Cảm ơn đã xem, mời bạn đăng ký để theo dõi các video tiếp theo.